Chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người nhé. Em đợi mọi người vào xem thì chúng ta sẽ cùng một cái diễn đàn. Chúng ta sẽ mở một cái diễn đàn này. Diễn đàn này chỉ để ủng hộ cho em Quang Vinh thôi. Nên là chúng ta sẽ không cần phải nói quá nhiều. Và mong muốn rằng là mỗi một cái comment của mọi người ở đây sẽ là một cái truyền tải một cái thông điệp thật là ý nghĩa để ủng hộ cho em Quang Vinh, người mà một thanh niên đang bị tấn công trên mạng rất là dữ dội của phía bên gọi là Cờ Đỏ. Thế thì để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, em xin được nói với mọi người rằng là em truyền lửa cho em Quang Vinh. Em cũng chưa hề bao giờ, tức là cái câu chuyện của em ấy hoàn toàn là nổi tiếng một cách bất đắc dĩ, và chỉ qua một cái câu, một cái cảm xúc của em ấy, đưa lên một dòng trạng thái, một cái cảm xúc của em ấy rất là hồn nhiên trong nhóm bạn bè, thì em đã trở thành một tâm điểm nổi tiếng bất đắc dĩ ở trên mạng xã hội. Thế thì cái diễn đàn này em xin được chia sẻ những cái lời động viên của một người như là một người chị đi trước, và như là một phụ huynh đối với lại một đứa trẻ. Nó bây giờ mới bắt đầu bước chân đầu tiên chập chững để hiểu về cuộc đời và hiểu về cuộc sống trong cái giai đoạn hiện nay của đất nước của chúng ta hiện nay. Thế nên là mong muốn mọi người chia sẻ rồi cùng tham gia diễn đàn với em để gửi những lời động viên đến em Quang Vinh. Và em nghĩ rằng là đã có ai đó ở trên mạng xã hội chia sẻ rằng là cũng có một bạn nữa ở tỉnh Yên Bái cũng đã từng đạt giải của Olympia và bây giờ đã trở về làm cho tỉnh nhà. Và em nói rằng đã có rất nhiều các thế lực thù địch tiếp cận và lôi kéo bạn đấy, nhưng mà bạn ấy không đi theo con đường của những người phản động đó để trở về phục vụ lại quê hương đất nước, phục vụ lại chính tỉnh Yên Bái. Thế thì nó có ngược chiều lại với hoàn toàn những cái suy nghĩ của em Quang Vinh. Như thế thì chúng ta sẽ bênh vực ai, bênh vực như thế nào để cho nó đúng một cái theo chiều hướng của một cái dư luận, tiếp cận dư luận một cách đa chiều nhá. Thế thì trước tiên em xin muốn nói gửi lời đầu tiên của em muốn gửi tới bạn Quang Vinh như là một người bạn, như là một người phụ huynh. Nói với em rằng là hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này bằng một cái tâm thế tốt nhất. Bởi vì mạng xã hội nó rất là, nó là thật nhưng nó cũng là ảo, rất là ảo. Bởi vì là ngay chính như bản thân em đây, cái kinh nghiệm của em đây, ngày xưa khi mà em còn đang yêu đảng Quang Vinh như thế mà vẫn bắt đầu vào bước chân vào đấu tranh BOT Tân Đệ, ngày đấy với một tâm thế hùng hực khí thế luôn, được bà con quần chúng nhân dân ngay chính trên quê hương mình ủng hộ. Mà nói thật với các bác rằng là em bị tấn công mạng, tức là phía bên dư luận viên được thuê bởi các cái BOT, họ bỏ tiền ra họ thuê, họ viết chương viết hồi để bêu diếu em, viết 4 chương 4 hồi để mà bêu diếu từ gia đình, dòng tộc, con cái đều bị lôi lên trên mạng. Và chính những điều đấy làm cho con gái em, lúc đấy cháu với còn đang là học sinh lớp 9 thôi, mà cháu từ trong Sài Gòn đi vào trong Sài Gòn chơi với mẹ, à chơi với bác ruột, đã phải gọi điện về khóc như mưa trong một đêm, nói rằng là mẹ ơi, mẹ bỏ đi, bây giờ họ lôi hết cả chúng con lên trên mạng để chửi. Thì nói thật với các bạn, đấy là một cái cú sốc đầu đời của em khi em đánh BOT. Tức là mình đã có một tâm thế của một người trưởng thành, tâm thế của một người nhận thức được pháp luật, tâm thế của một người dám dấn thân vào đấu tranh, mà bị tấn công trên mạng như thế, còn bị những cái lôi kéo từ phía, tức là dư luận viên nó đánh mình đến một cách kinh khủng như thế, thì đừng nói gì đến một đứa trẻ khi nó mới chập chững vào đời. Và những cái dòng trạng thái đấy của em Quang Vinh, em nghĩ rằng là nó là một cái nhận thức, đương nhiên nó phải là một cái nhận thức thì mới có thể thốt ra thành lời, nhưng cái nhận thức đấy nó cũng mới chỉ là sơ đẳng ban đầu, nó vẫn còn là cảm tính cảm tình.
chưa có một cái nhận thức cụ thể và một hành động cụ thể nào để có thể dẫn đến gây tổn hại đến cho chính quyền hay là cho đảng phái nào hết. Và với một người đấu tranh đến giai đoạn này từ năm 2000, từ tháng 5 năm 2015 à 18 cho đến bây giờ là 2024, tức là em đã trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc, thì em thấy rằng là em dám khẳng định một lần nữa trên cộng đồng mạng với Đảng Cộng sản khi họ đang truy sát em như lúc này, là không có bất cứ một thế lực thù địch nào tiếp cận và lôi kéo Huệ Như. Tất cả đến bây giờ phút này là đều là hoàn toàn những suy nghĩ của em được diễn biến và được nhận thức ra, trong trưởng thành lên trong cái quá trình mình đấu tranh. Cho nên là từ những cái kinh nghiệm thực tế của em suy ra rằng là không có một thế lực thù địch nào tiếp cận với lại em Quang Vinh. Bởi vì thực tế ra mà nói, em Quang Vinh em chưa, chỉ là một học sinh chưa tốt nghiệp lớp 12 nhá, chưa có nhận thức đầy đủ về xã hội và về chính trị để em mới có thể xâm hại đến quyền lực của nhà nước. Một quyền lực của xã hội chủ nghĩa mạnh như thế, có thể là dùng lực lượng an ninh bắt bớ toàn dân khi mà họ cất tiếng nói, những người đấu tranh kỳ cựu có uy tín đối với lại cộng đồng như là anh Lê Dũng Vô Va, anh Nguyễn Lân Thắng, chị Phạm Đoan Trang, chị Tâm Dương Nội, chị Cấn Thị Thêu, nhà báo Trương Châu Hữu Danh còn bị các ông bắt bỏ tù, huống hồ là một đứa trẻ vừa mới bước chân gọi là nhấm nhách vào đời. Tất cả nhận thức đã có nhưng chưa có, với chỉ là bắt đầu cái sơ khai cảm tình cảm tính, chưa có một cái việc làm cụ thể nào để có thể là hành động. Thế mà các ông mang ra cả một hệ thống pháp luật, cả một hệ thống chính trị vào cuộc để trù dập một đứa bé như thế, thì tôi nói rằng là đấy là sự nhục nhã đầu tiên mà cho thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam đang hành xử đối với lại dân mình. Qua cái vụ của thầy Thích Minh Tuệ, qua cái vụ của em Quang Vinh như thế này, thì chúng ta càng nhìn thấy cái sự bê bối và cái việc làm của dư luận viên theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà tôi vừa đưa lên trên trang Facebook Đặng Như Huệ đấy. Đấy là chủ nghĩa dân tộc cực đoan các bạn nhé, chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Và bây giờ nó đang làm náo loạn cái đất nước Việt Nam này lên và định hướng dư luận theo đúng chiều hướng của Trung Cộng. Điều đấy cực kỳ nguy hiểm các bạn ạ, cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta không tỉnh táo và chúng ta không cương quyết đấu tranh trong giai đoạn này á, và mỗi người phản biện ở đây sẽ là một cái tiếng nói vô cùng mạnh mẽ để bảo vệ chính những cái luồng dư luận mà đang bị tha hóa như thế này. Các bạn biết rồi, bây giờ chiến tranh đối với đại Trung Quốc ấy, nó chiến tranh nó không cần phải xâm chiếm trực tiếp trên lãnh thổ của Việt Nam nữa. Chỉ cần các bạn yêu thích văn hóa của họ, họ lan truyền được văn hóa của họ sang đất nước chúng ta thông qua các bạn trẻ, thì đương nhiên là nó sẽ chiếm được Việt Nam. Và đơn giản nhất ngay trong thời điểm hiện nay, khi cái mạng gọi là TikTok ấy, là của Trung Quốc, họ đã lan truyền và họ làm cho rất nhiều bạn trẻ, gần như là giới trẻ của Việt Nam bây giờ là chơi TikTok ảo, sống ảo. Và khi mà đã thích TikTok rồi, họ chuyển sang kênh bán hàng. Và các bạn biết, cộng với lại những cái gọi là ngoại biên, những cái kho ngoại biên của Trung Quốc, thì bây giờ hàng hóa Trung Quốc tràn ngập trên đất nước Việt Nam, và người dân Việt Nam, những người bán lẻ sẽ không còn cơ hội cạnh tranh với lại bán lẻ của Trung Quốc ở qua các cái kho ngoại biên nữa nha các bạn nhé. Tất cả các cửa khẩu bây giờ là kho ngoại biên của Trung Quốc, nó tràn vào và người ta bán qua mạng TikTok đấy, và vận chuyển về đến tay. Ví dụ như tôi mua một bộ quần áo của Quảng Châu, về đến tay tôi chỉ trong vòng có ngày hôm trước đến ngày hôm sau, nhưng nếu mua của Việt Nam mình có khi về tay mình phải đến 3 ngày. Đấy là một điều cực kỳ nguy hiểm. Và họ xâm chiếm về văn hóa, về các cái làm bãi rác để cho họ có thể là bán các cái mặt hàng của họ một cách đơn giản và không mất thuế, thì đương nhiên rằng là Việt Nam mất nước một cách, không phải là mất dân tộc này, mất đất nước này trên lãnh thổ, mà là mất toàn bộ con người và văn hóa Việt Nam. Và em Quang Vinh chính là một trong những nạn nhân của cái chủ nghĩa tư tưởng dân tộc cực đoan đó. Họ luôn luôn nêu cao một cái lá cờ tổ quốc, và họ luôn lấy những cái hình tượng của những người đã đấu tranh ngã xuống cho cái dân tộc này để ép một thế hệ trẻ phải đi theo một cái luồng tư tưởng của một cái tư tưởng cực đoan. Tức là coi dân tộc mình là trên hết, còn bài trừ tất cả các thành quả khoa học kỹ thuật xã hội, thành quả khoa học kỹ thuật trên thế giới. Các bạn thưa biết rồi, Việt Nam ta chưa làm được một cái gì từ cái con ốc vít của cái ô tô, tức là nền công nghiệp của chúng ta không có.
Thế thì chúng ta nếu như cứ đi theo đà này mà không áp dụng cái thành quả khoa học kỹ thuật vào trong đất nước thì nói thật là Việt Nam chỉ là bãi rác của Trung Cộng thôi. Bãi rác của Trung Cộng. Và để trở thành là một nơi, một gọi là một cái thị trường để cho Trung Cộng nó tiêu thụ hàng hóa thôi, chứ không thể phát triển lên được nữa. Cho nên là thời điểm này là thời điểm chúng ta đừng ngại bày tỏ ý kiến của chúng ta trên trang Facebook cá nhân hoặc tất cả các nền tảng mạng xã hội. Bởi vì nếu không nhá, chúng ta cứ nghĩ rằng là ừ, nếu mà mình nói như thế người khác sẽ có thể nghĩ là mình đú chen. Không phải, tiếng nói đấy không phải là đú chen, mà là để bảo vệ cái tiếng, cái sự thật, và bảo vệ đất nước này bằng chính tiếng nói của các bạn. Kể cả một comment, một chia sẻ, một nút ấn like thôi đã là cái sự bảo vệ chính nghĩa. Và bảo vệ đất nước này chính là bảo vệ cái hành xử của những người dân với nhau. Cả một dân tộc bây giờ đang bị chìm đắm trong, chỉ có việc chúng ta, các bạn biết được, trong những thời gian gần đây, rất rất gần đây, thời gian rất ngắn, rất gần, chúng ta liên tục phải gồng mình để chống chọi lại với lại lực lượng dư luận viên rất là lớn, được ăn lương của Đảng, để tấn công lại tất cả những người, tức là họ hoàn toàn là bị nổi tiếng một cách gọi là họ bị nổi tiếng một cách gọi là vô tình. Họ không hề có ý thức là mình sẽ bị nổi tiếng. Giống như chúng tôi, như tôi đây này, tôi là người đấu tranh, tôi cần phải sự nổi tiếng. Nổi tiếng thật nhiều, nổi tiếng thật nhiều để cho các bạn biết đến các cái thông tin của tôi đưa ra. Nhưng họ không phải là những người đấu tranh. Thầy Thích Minh Tuệ không phải là người đấu tranh. Thầy chỉ cầm cũi, cặm cụi đi từ ngày này qua ngày khác để tìm lấy cái lý sống cho bản thân mình, lý lẽ sống cho bản thân mình, ngộ giác ra Phật pháp cho bản thân mình. Thầy không có nhu cầu lan truyền cái Phật pháp đấy cho ai cả, mà thầy chỉ giác ngộ cho bản thân mình. Em Quang Vinh, một lời nói chỉ mang tính chất có nhận thức nhưng vẫn chỉ mang tính chất là cảm tính, cảm tình sơ đẳng ở trên trong nhóm bạn bè, mà bị tấn công một cách dồn dập nguy hiểm đến như vậy. Thì các bạn, một cái live stream, một cái tiếng nói, một cái comment, một cái chia sẻ của các bạn là không phải là đú chen, mà là một cái việc bảo vệ cái đất nước này, bảo vệ những người vô tội đang bị chèn ép bởi cái định hướng của Trung Cộng nha các bạn nhé, và Đảng Cộng sản. Phía bên Đảng Cộng sản Việt Nam cộng với lại bắt tay với lại Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan trở lên, trở thành một cái trào lưu và đang tàn phá đất nước này rất là nguy hiểm. Họ luôn luôn tôn trọng, tức là bản thân như tôi cũng vậy, như các bạn, tất cả những người xem ở trong cái live stream của tôi đây, chúng ta phải công nhận rằng là chúng ta rất yêu non sông đất nước, chúng ta rất yêu tổ quốc của mình, không có một ai không yêu tổ quốc của mình. Nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta phủ nhận toàn bộ thành quả khoa học kỹ thuật trên thế giới. Cái điều đấy cực kỳ nguy hiểm. Chính vì Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng dư luận viên để phủ nhận những cái thành quả có trên thế giới, những thành quả về khoa học kỹ thuật trên thế giới, cho nên đất nước nó mới bồi đắp đến những cái ngày hôm nay, tức là đến con ốc vít không làm ra nổi nhá. Đến cái quần áo đang mặc trên người, bản thân tôi đang mặc cái áo này, vải này cũng là xuất phát từ Quảng Châu, Trung Quốc. Thì các bạn phải biết rằng là đến những cái mặt hàng tiêu dùng còn không làm ra để mà dùng cho chính nhân dân mình, thì đừng nói đến những cái thành quả khoa học kỹ thuật, nhưng lại còn không muốn áp dụng những cái thành quả đấy vào trong đất nước mình, mà chỉ mong muốn rằng là được tung hê những cái thành quả của cha ông để lại để áp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, và bắt buộc người dân phải biết ơn Đảng Cộng sản. Thế là thế nào? Đảng Cộng sản có mất đi thì cái đất nước Việt Nam này nó vẫn tồn tại, đúng không các bạn? Cái Đảng Cộng sản Việt Nam có mất đi thì đất nước Việt Nam vẫn tồn tại, và con người chúng ta vẫn cứ tồn tại. Một thể chế khác họ có lên thì việc đầu tiên họ cũng vẫn phải là an sinh xã hội và tạo điều kiện để cho các bạn có một cái điều kiện tốt hơn để học tập và lao động. Chứ không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam mất đi là dân tộc Việt Nam mất đi. Đảng Cộng sản Việt Nam mới có 93 năm hình thành và phát triển. Còn lại dân tộc Việt Nam đã có hình thành trong 4.000 năm dựng nước và giữ nước, trải qua bao nhiêu triều đại thịnh suy đều đất nước vẫn cứ tồn tại và thậm chí là mở mang bờ cõi. Nhưng đến Đảng Cộng sản Việt Nam khi họ cầm quyền thì thậm chí là bờ cõi đã mất đi. Dân tộc đã bị xâm chiếm bằng văn hóa, dân tộc đã bị Trung Quốc xâm chiếm bằng văn hóa, bằng trên cả lãnh thổ Việt Nam và cả bằng nền văn hóa, rồi tất cả các thứ đều bây giờ trở thành một cái bãi rác của công cộng. Điều đấy rất là nguy hiểm các bạn ạ. Và tôi nhá, tôi khẳng định với các bạn rằng tôi đã đến thác Bản Sốc của Cao Bằng. Tôi đi ngang cùng ngõ hẻm trên mọi miền của Tổ quốc, đặc biệt là các vùng biên giới, để tôi hiểu hơn về cái việc mà người
người dân đang lên án Đảng Cộng sản là mất đi chủ quyền của dân tộc. Tôi nói với các bạn vậy, tôi đến hẻm Tu Sản thuộc khi ngay khi tôi ra tù năm 2000, tháng 1 năm 2023, tháng 3 tôi đã lên hẻm Tu Sản của Hà Giang thuộc sông Nho Quế. Nói thật với các bạn rằng là cộng sản, nếu như các bạn muốn chứng minh lời tôi nói, các bạn hãy lên sông Nho Quế, hẻm Tu Sản của Hà Giang để thấy rằng đất nước đã bị cộng sản tàn phá như nào bằng một cái thủy điện đầu nguồn. Và một tí hạ nguồn thuộc cuộc hẻm Tu Sản đấy, còn đầu nguồn là thuộc về Trung Quốc, nhưng mà họ lại tiếp tay họ ấy làm một cái thủy điện. Và bây giờ cái hẻm Tu Sản hùng vĩ đến như thế, đẹp đẽ đến như thế, nước trong xanh đến như thế đã bị không còn nước nữa luôn. Chỉ còn một tí nước thôi. Nói thật với các bạn rằng là họ không làm được cái gì cho đất nước này. Và Đảng Cộng sản có mất đi thì nhân dân Việt Nam vẫn còn đó, dân tộc Việt Nam vẫn trường tồn với một thể chế xã hội khác. Thế vậy thì yêu nước nó có đồng nghĩa với lại yêu Đảng 93 năm không? Hay yêu nước nó sẽ đồng nghĩa với dân tộc Việt Nam 4.000 năm dựng nước và giữ nước? Điều đấy rất là đơn giản, mà tại sao cái lực lượng dư luận viên chúng nó ăn lương của Đảng Cộng sản? Tôi có thể là tôi bỏ qua, tôi có thể cho rằng là đấy là một cái gọi là theo đó ăn tàn và vì miếng cơm manh áo. Nhưng tại sao nhiều số trong số những nhiều người dân của chúng ta vẫn còn u mê cái điều đấy để tấn công một đứa trẻ vừa mới bắt đầu gọi là nó còn kém tuổi cả con tôi. Và tôi qua cái live stream này, tôi kêu gọi những người bố, người mẹ. Hôm nay tôi đọc một thông tin là mẹ còn cảm thấy thất vọng về con, thì đấy là một điều cực kỳ là tai hại. Người mẹ, người bố sẽ phải là người đầu tiên để bên con trong giai đoạn này nhá. Nếu như mà nghe thấy live stream của tôi mong muốn rằng bố mẹ của em Quang Vinh hãy là người đầu tiên vững vàng gánh đôi vai của mình, đưa đôi vai của mình để cho con dựa vào trong thời điểm này. Và chỉ có bố mẹ của Quang Vinh mới được phép yêu cầu em ấy biết ơn bố mẹ và tổ tiên gia đình nhà em ấy thôi, chứ không phải là đảng phái nào hay là bất cứ một cái tổ chức chính trị nào ở đây có thể bắt em ấy phải ơn tổ quốc hay là phải ơn đảng phái đấy. Bố mẹ em ấy làm lụng hàng ngày để có tiền nuôi em ấy ăn học, đi làm đã phải đóng thuế cho nhà nước nhá. Còn khi em ấy đi học, các bạn biết rồi, một đứa trẻ cắp sách đến trường bây giờ đã phải đóng bao nhiêu là thứ tiền. Đầu năm học hôm nay là ngày 5 khai giảng, các bạn thử xem nhà các bạn có con có cháu đi học đã phải chuẩn bị bao nhiêu tiền, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, đóng ti tỉ các loại phí. Chứ còn cái học phí của tiểu học và mầm non thì nó không đáng là bao nhiêu, không có. Nó không đáng là bao nhiêu, 22.000 một tháng không đáng là bao nhiêu. Nhưng ti tỉ các loại phụ phí kèm theo, rồi là đến càng học càng cao thì cái chi phí càng lớn. Thì các bạn thử thấy là chỉ có bố mẹ em ấy với là người được yêu cầu em ấy phải biết ơn bố mẹ và tổ tiên đã nuôi dưỡng em ấy lớn lên. Còn bản thân em ấy đang phải cõng nợ công cho Đảng Cộng sản. Họ vay chính phủ này, Đảng Cộng sản cầm quyền, chỉ đạo nhà nước, chỉ đạo mọi hành động và mọi quản lý xã hội. Và bây giờ một bản thân em Quang Vinh đang phải nợ công, đang phải gánh nợ công 101 triệu cho Đảng Cộng sản. Nhá. Thế thì Đảng Cộng sản phải tôn trọng ý nghĩ của em ấy. Em ấy được quyền sinh ra, em ấy không được quyền sinh ra và lớn lên, chọn cái nơi mình lớn sinh ra. Nhưng em được quyền lựa chọn cái điều kiện để em phát triển toàn bộ về cái năng lực và trí tuệ của em ấy. Nói thật với các bạn là bây giờ cả đất nước Việt Nam có nổi lên một phòng thí nghiệm gọi là đủ tiêu chuẩn để mà cho một cái tài năng nó phát triển không? Không có. Tôi đã nói trong live stream lần trước rồi, trường tôi dạy đây, các cháu được nhận về, trường nào cũng được nhận về những cái mô hình lắp ghép kỹ thuật cho tiểu học đấy, rất là tốn kém. Một năm họ cấp về hàng trăm triệu mô hình kỹ thuật cho học sinh tiểu học. Nhưng nói thật với các bác rằng là họ ấy có đưa về chỉ là để giải ngân, chứ còn cái mô hình lắp ghép đấy lắp vào nó như răng ông lão, nó hàng nghìn chi tiết vào một cái đứa trẻ con tiểu học, nó sẽ không bao giờ nó lắp nổi, bởi vì nó rất là rối rắm, nó không như là cái đồ chơi ở Trung Quốc, nó rất là giản tiện. Ví dụ như là chúng ta chơi những cái trò chơi ở Trung Quốc ấy, họ làm rất là giản tiện và trẻ con nó rất là dễ tiếp cận. Chứ còn cái mô hình lắp ghép kỹ thuật của Việt Nam đưa về cho các trường tiểu học ấy, thì nói thật với các bác rằng là chỉ để cho họ, ngành giáo dục họ giải ngân thôi. Mỗi một trường có thể nhận đến hàng năm hàng trăm triệu đồng nhưng chỉ để giải ngân. Chứ còn học sinh không tài nào mà lắp ghép được bằng cái mô hình nữa, nó không khác gì răng ông lão. Tôi là người làm trong trường và tôi khẳng định điều đó. Thế vậy thì cả Việt Nam có nổi lấy một cái phòng thí nghiệm
hay là một cái trung tâm nghiên cứu nào để cho phát triển của nhân tài không, mà không để cho em ấy có thể là tự do phát triển ở một đất nước họ tốt đẹp hơn. Cái điều đấy em hoàn toàn được quyền mà, bởi vì em ấy đang phải cõng nợ công cho các ông, em ấy đã, bố mẹ em đang phải đóng thuế cho các ông, và bản thân em ấy đi học đã phải đóng bao nhiêu là thứ thuế, tức là em chỉ phải ơn bố mẹ thôi. Còn đất nước quê hương thì nói thật với các bạn rằng là đấy là tình cảm, đấy là dòng máu chảy trong con người Việt Nam, và bất kỳ một người Việt Nam nào họ cũng đều có trong mình, kể cả là xa quê hương từ bao nhiêu năm nay rồi thì cái dòng máu con người Việt Nam và đất nước quê hương vẫn tồn tại ở trong trí não và trong tình cảm, trong trái tim người ta. Cái điều đấy là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau, và chúng ta cần phải lên tiếng mạnh mẽ để ủng hộ cho em Quang Vinh trong thời điểm này. Và tôi kêu gọi bố mẹ em Quang Vinh phải là bờ vai vững chắc nhất cho em vượt qua thời điểm này, chứ không ai có quyền được phép xâm phạm vào cái suy nghĩ của con ông bà cả. Tôi thấy một cái bài viết mới đây nhất được chia sẻ đấy là mẹ em Quang Vinh còn nói rằng là tôi rất thất vọng về cách suy nghĩ của con tôi. Điều đấy là một sai lầm. Tôi không biết thông tin đấy có đúng hay không, nhưng nếu thực sự là đúng là một sai lầm. Bây giờ chính bố mẹ em Quang Vinh sẽ là bờ vai vững chắc nhất để cho em vượt qua thời điểm hiện nay. Nếu là con tôi thì tôi sẽ bảo vệ con tôi đến cùng. Tôi có thể lập các diễn đàn để tôi bảo vệ con tôi đến cùng luôn, chứ không bao giờ tôi để một mình con tôi thì hứng chịu dư luận. Đấy là điều khẳng định với các bạn như thế. Và bằng tôi tin chắc rằng là với nghị lực, với trí tuệ, thì một ngày nào đó chính Đảng Cộng sản sẽ phải bám víu vào cái tên tuổi của em Quang Vinh để mà nói rằng là đấy là một người gốc Việt được thành đạt trên một đất nước khác nhá. Các bạn biết rồi, họ hay bú lắm và họ hay bám víu lắm. Đến Olympic Paris vừa rồi đấy, các bạn biết rồi đấy, không có một huy chương nào nhưng bám cả vào các nước ở Đông Nam Á để tự tung hê, để tung hê. Việt Nam mình không có nhưng mà lại bám vào Philippines, bám vào các cái nước bên cạnh nó có để mà tung hê là dân Đông Nam Á bám víu. Cho nên là mong muốn rằng là em Quang Vinh qua cái cú sốc đầu đời này và cái sự tấn công, em kinh nghiệm lớn nhất là bây giờ em không cần phải dùng mạng xã hội nữa. Em hoàn toàn, gia đình có thể là cắt hoàn toàn các mạng xã hội để cho em ấy đi chơi, giải tỏa tư tưởng. Thi tốt nghiệp cũng được, không thi tốt nghiệp thì chúng ta đi xuất khẩu lao động. Và trên con đường đi xuất khẩu lao động đấy, chúng ta sẽ tìm ra những ánh sáng khác của cuộc đời chúng ta. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa kia khép mở ra. Không có gì mà phải sợ. Sao phải sợ? Bằng bản lĩnh, bằng trí tuệ sẽ có rất nhiều người đón nhận em ấy. Có rất nhiều các doanh nghiệp sẽ đón nhận em ấy trong một thời gian tới. Biết sao mà phải sợ? Không phải con đường học hành là con đường duy nhất để diễn đến thành công nhá. Không phải con đường học hành. Rất nhiều doanh nhân, bạn tôi bây giờ đang muốn tôi chia sẻ rằng là đến với lại gia đình, rằng là có rất nhiều người mong muốn được giúp đỡ và hỗ trợ em ấy phát triển. Không phải học hành ở trên đất nước Việt Nam mà thành công thì nó chỉ có mấy phần trăm thôi, rất ít. Còn lại là không học hành mà thành công như Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Tô Lâm, thì rồi là cái gì nhỉ, Vạn Thịnh Phát, rồi Tân Hoàng Minh, thì nó quá nhiều. Tức là ở trên đất nước Việt Nam học hành không thành đạt là phần ít, còn không học hành mà thành đạt nhờ quan hệ là phần nhiều. Thế cho nên là học hành nó không phải là con đường duy nhất để cho em có thể là tiến thân. Cho nên là nếu như mà Sở Giáo dục tỉnh Yên Bái cho em ấy, bắt buộc không cho em ấy thi trong thời địa thi tốt nghiệp phổ thông thì cũng chả sao cả. Chúng ta lên án cái hành động đó, nhưng gia đình nhà em Quang Vinh nên xác định một tư tưởng, đó không phải là con đường đi đến thành công của em ấy nhá. Còn với cái khẳng định của bản thân tôi bây giờ tôi sợ đếch gì? Tôi chả sợ Tô Lâm, tôi chả sợ Bộ trưởng Bộ Công an, tôi chẳng sợ An ninh Thái Bình bắt tôi. Chẳng có lý do gì để tôi không dám khẳng định với các bạn rằng là tôi không nhận từ tiền từ tổ chức cá nhân nước này ở nước ngoài, hay là tôi theo một đảng phái nào. Tôi có sợ đâu mà tôi phải không nhận. Nhưng thực sự là không có một đảng phái nào tiếp cận với tôi để mời gọi tôi chống phá lại đất nước Việt Nam. Mà hầu như tất cả 100% những người ủng hộ tôi lại là những người lạy tôi để bảo tôi rằng là hãy im mồm đi để mà sống yên thân, để cho cuộc đời nó đã trải qua quá nhiều những cái mất mát với Đảng Cộng sản rồi, với lại sự tàn áp của Đảng Cộng sản rồi, thì mọi người mong muốn tôi chững lại để có một cuộc sống yên bình, có một gia đình yên ấm.
chứ không có một ai bảo tôi rằng là đi đấu tranh đi. Nhưng vì cái trách nhiệm với dân tộc, vì trách nhiệm với lại những người dân trên đất nước của tôi mà tôi buộc phải lên tiếng, và tôi phải đồng hành với lại mọi người như thế. Chủ nghĩa dân, tôi nhắc lại với các bạn, chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở đây là họ đang dùng cái lá cờ của Tổ quốc, lá cờ của Đảng Cộng sản và những danh nhân văn hóa của trên đất nước này, những người đã từng ngã xuống vì dân tộc Việt Nam, dương cái khẩu hiệu đấy để bài trừ thành quả khoa học kỹ thuật trên thế giới, đưa dân tộc, tức là chủ nghĩa coi trọng dân tộc Việt Nam trên hết, theo định hướng của Trung Quốc, lôi kéo giới trẻ để không tiếp cận với lại khoa học kỹ thuật, bài xích phương Tây. Trong khi đấy các bác biết rồi, phương Tây họ, tôi không nói ở đây là phương Tây là hoàn áp dụng toàn bộ những cái thành quả kỹ thuật của phương Tây vào Việt Nam, mà là đã là tốt nhá. Bởi vì cái phong tục tập quán của con người Việt Nam khác hoàn toàn nhá, cách suy nghĩ của con người Việt Nam khác hoàn toàn, cho nên chúng ta người, nếu như mà có một sự thay đổi thì có thể áp dụng những thành quả khoa học kỹ thuật để đổi mới đất nước, nhưng nó phải phù hợp với văn hóa của người Việt Nam. Người Việt Nam các bác biết rồi, con bé, con kiến thì nó bé mà có chuyện ấy thì nó phải mà cho qua mồm của những người dân Việt Nam ấy, nó phải thổi phồng lên thành con voi. Và điều đấy đã chứng minh thông qua cái việc của sư thầy Thích Minh Tuệ và em Quang Vinh. Con kiến thổi phồng lên con voi miễn là đạt được mục đích của họ, và họ không cần biết đến quyền lợi của và những cái nhân quyền của con người, người ta được mưu cầu hạnh phúc như thế nào, họ sẵn sàng trà đạp lên nhau, dẫm đạp lên nhau miễn là đạt được cái mục đích của họ. Đấy là một cái điều rất là xấu xa mà cùng con người Việt Nam, mà tôi cũng là một người Việt Nam, tôi phải không công nhận điều đấy. Quá là xấu xa và bị ổi, họ sẵn sàng trà đạp lên nhau vì cái mục đích của mình. Cho nên là cái việc mà áp dụng khoa học, thành quả khoa học kỹ thuật trong điều kiện hiện nay nó không còn là gọi là mong muốn nữa, mà là buộc phải thay đổi để đất nước đưa đi lên. Cả một quốc gia, cả một dân tộc không làm nổi với một con ốc vít, bởi vì người tài bây giờ chẳng ai người ta có thể là yên tâm trao cái thân thể người ta cho Đảng Cộng sản được cả. Nay làm được thì nay làm được theo ý Đảng thì họ tung hô, ngày mai không theo ý Đảng vào phe nhóm khác, nó thanh trừng, nó cho mẹ vào tù. Cái giàu của người Việt Nam ấy, cái nhiều tiền của người Việt Nam nó sẽ không bao giờ bền vững. Và bây giờ bà con chúng ta đang phải lăn lê bò toài đi đòi, bà con Thái Bình nhà tôi đang lăn lê bò toài để đòi cái quyền được thở ở đất Đông Hưng đấy, các bạn biết rồi đấy. Nó không phải là riêng đất Đông Hưng đâu, tôi đưa lên đấy chỉ là một cái minh chứng thôi. Còn tràn lan trên toàn tỉnh và trên toàn quốc, bà con đang đòi thở vì cứt lợn còn không xong. Nhá. Đấy, yêu đất nước đấy, yêu đất nước thì đi xây dựng những cái điều đấy đi. Bà con bây giờ chỉ mong được thở cũng không xong, thở trong một cái không khí trong lành cũng không xong. Chưa nói đến những cái thành quả kỹ thuật nó còn kinh khủng hơn nữa mà không được áp dụng vào. Sự thật là con người trên đất nước Việt Nam bây giờ đang sống trước, tức là đầy những cái rủi ro trước nhà nước. Lẽ ra nhà nước phải là người bảo hộ quyền công dân của người dân, nhưng bây giờ toàn bộ người dân Việt Nam lại phải sống trong một cái nỗi lo âu trước nhà nước. Họ thường xuyên gặp những cái rủi ro tai ương đối với nhà nước một cách gọi là bất đắc dĩ. Tự dưng thành dân hoang luôn, tự dưng em Quang Vinh này không có nhu cầu nổi tiếng, chỉ nói trong nhóm bạn bè có 16 người, trở thành dân hoang, trở thành học sinh hoang. Thì các bạn biết rằng là tất cả người dân đều có thể trở thành oan trước nhà nước của mình. Thế thì nhà nước đấy, chính phủ đấy có còn xứng đáng để mà bảo vệ người dân nữa không? Trong khi họ ăn lương từ đồng thuế nhà nước và đồng thuế của dân nộp vào ngân sách nhà nước. Thế nhưng mà cái mức độ rủi ro của người dân thì lại càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao, đứng trước bất cứ một cái lịch ý nào của Đảng Cộng sản là có thể bị đi tù, có thể là bị chèn ép, có thể là bị dùng cả một lực lượng, cả một hệ thống chính trị vào cuộc để chèn ép người ta. Các bạn không cần phải cãi nhau, chửi nhau với bọn dư luận viên bỏ đỏ ở trên trang của tôi, bởi vì các bác biết rồi, nó theo cái chỉ đạo của Trung Cộng rất là khỏe, rất là mạnh và rất là đông. Thế cho nên là các bác chỉ cần comment những cái mà suy nghĩ của các bác vào đây giúp em, để động viên tinh thần cho em Quang Vinh vượt qua giai đoạn này. Và tôi khẳng định rằng là với trí tuệ, với bản lĩnh và với cái nhận thức sơ đẳng ban đầu của em ấy, tôi nhìn thấy ở đây sẽ là một con người sau này chúng ta có thể nhìn thấy ở một thế hệ trẻ
và em sẽ còn tiến lại xa hơn nữa, không cần phải là trên con đường học hành của xã hội chủ nghĩa nữa. Tôi khẳng định điều đó, và nếu như mà gia đình cùng đồng hành với em trong giai đoạn đây, giai đoạn này để vượt qua, thì một ngày không xa Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí Việt Nam sẽ phải nói rằng là em Chu Ngọc Quang Vinh, đúng không nhỉ? Chu Ngọc Quang Vinh là một người Việt, người gốc Việt sinh sống ở trên một đất nước nào đó và đã có những thành quả rất là cao. Họ sẽ bám víu vào ngay cái tên tuổi của em ấy. Thật với các bạn như thế. 5 năm trước tôi đấu tranh trong một tâm thế là một người trưởng thành, là một người dám dấn thân, còn bị dư luận viên bò đỏ nó dùng cho 4 chương 4 hồi, nó chửi từ con đến bố đến mẹ đến công việc làm ăn đến gia đình dòng tộc nhà tôi. Nhưng khi tôi vượt qua rồi thì tất cả những cái điều đấy nó là vô nghĩa. Và tôi đã được công nhận bởi những người, bởi những người đấu tranh chân chính, những người yêu nước Việt chân chính, chứ không phải là yêu nước Việt theo cái mõm, và yêu nước Việt là tay sai cho Trung Cộng để hàng hóa tràn lan, để mà những người yêu nước Việt người ta một cách đúng đắn, người ta sẽ biết rằng là Việt Nam đang thiếu sót những cái gì, đang trên những cái đà phát triển như thế nào, thành quả đến đâu, và người ta mong muốn rằng đất nước sẽ phát triển theo cái con đường đưa người dân đi đến với lại những cái quyền cơ bản của con người, chứ không phải chà đạp lên người dân để bằng mọi cách để phát triển kinh tế cho Đảng. Những thành quả khoa học kỹ thuật của trên thế giới nó đã chứng minh cho thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi lùi lại với lại thế, văn minh thế giới khoảng tầm độ 100 năm. Bây giờ người ta đã sản xuất ra đến Ukraine khi mà người ta còn đang chiến tranh lan tràn trên đất nước người ta khổ sở như thế. Nhưng người ta đã sản xuất ra được vũ khí tên lửa rồi, đã được sản xuất được tên lửa tầm xa rồi. Trong khi đấy Việt Nam bây giờ đến con ốc vít còn không làm được. Nói thật với các bạn, làm ăn được cái trò vè gì mà lại cứ phải tự hào một cách gọi là đảng phái như thế. Nên là tôi muốn nhắc lại một lần nữa là cái live stream này tôi muốn động viên gửi đến em Quang Vinh một lời chúc, và chúc gia đình hãy là một bờ vai vững chắc nhất để cho em có thể là con trai có thể là vượt qua giai đoạn này, và cơ hội còn rất nhiều để cho em Quang Vinh, chứ không phải là cơ hội dành cho những người mà cứ phải là đi theo Đảng Cộng sản mới thành công. Tất cả những người thành công ở nước ngoài không ai họ theo Đảng Cộng sản cả, còn chẳng có cái đảng phái nào họ đi họ tiếp cận đâu. Đến tôi đấu tranh tưng bừng như này rồi mà cũng còn chẳng có đảng nào họ tìm đến với tôi để họ tiếp cận đây, chứ đừng nói đến một đứa trẻ vừa ấy vững bước vào đời, vừa ấy chập chững vào đời nhá, không có một đảng nào họ tiếp cận đâu, mình chưa phải là gì cả. Cái điều đấy thì chúng ta phải phân biệt, và tôi nhắc lại rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam có sụp đổ thì dân tộc Việt Nam vẫn trường tồn, đã trường tồn 4.000 năm lịch sử. Và nếu Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ thì cái sự trường tồn của dân tộc Việt Nam có khi nó còn mạnh mẽ, và cái sự phát triển của dân tộc Việt Nam nó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, chứ không phải là bằng 92 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản để đang giày xéo đất nước Việt Nam như thế này đâu. Nên mọi người hãy cùng quan điểm với tôi thì comment vào đây, và không cần phải trả lời và chửi bới bọn dư luận viên chúng nó càng theo định hướng thì tôi vẫn cứ để, bởi vì tôi chặn không xuể luôn, chặn năm sao xuể luôn. Nhưng sau đó thì tôi vẫn cứ để cho chúng nó com vào đây để cho nó nổi đài, chúng nó càng com càng chửi càng nổi đài. Và các bạn biết rồi, cái lực lượng đối lập với lại Đảng Cộng sản bây giờ nó đã quá lớn mạnh đến mức mà họ sợ hãi. Họ sợ hãi đến cả một cái tư duy của một đứa trẻ vừa chập chững vào đời, thì các bạn phải biết là lực lượng đối lập lại với Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá là lớn mạnh rồi. Và chỉ lúc này cần thiết nhất của chúng ta để mà có thể là ép Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi theo hướng đưa đất nước về dân chủ chỉ bằng cách là tất cả chúng ta cùng đoàn kết lại, lực lượng đối lập lại với Đảng Cộng sản đoàn kết lại là sẽ thành công. Và tôi nói một lần trong live stream này nhé, đã có rất người dân Việt Nam bây giờ các bạn muốn đấu tranh lại với Đảng Cộng sản, các bạn phải hiểu được văn hóa người Việt. Người Việt là bây giờ cái cơm áo gạo tiền nó làm cho con người mờ mắt đi, lo lắng cơm ăn thức uống, làm sao còn có thời gian mà đọc sách mà nghiên cứu. Cho nên là cái live stream là cái gần gũi nhất để bà con có thể nghe. Thì chúng ta tăng cường live stream, tăng cường nói theo ý của chúng ta là bà con sẽ dần dần nghe. Chúng ta phải biết rằng là họ dùng 800 tờ báo đảng, họ dùng lực lượng truyền hình rộng khắp trên tất cả mọi địa phương, họ dùng hệ thống loa phóng thanh
từng sáng, từng chiều và tận thôn, tận bản. Sáng nói, chiều nói và bà con đã bị u mê lên. Vậy chúng ta chẳng còn cái cách nào khác là chúng ta không thể xâm nhập vào bà con bằng cái live stream trên Facebook. Chứ bây giờ mà bảo bà con ngồi đọc thì chắc chắn là họ sẽ chẳng nghe đâu. Họ chẳng nghe đâu. Còn những người đã đọc ở trên Facebook của các bạn những bài viết dài, những bài viết hay, những bài viết có giá trị đấy, là những người người ta đã hiểu biết rồi. Người ta đã hiểu biết rồi thì người ta lại ham đọc và người ta ham biết. Nhưng những cái người không biết thì bây giờ mình phải nói cho biết, thì chẳng còn cách nào khác là chúng ta phải nói. Và nói để đấu lại với lại hệ thống loa truyền thanh và tận thôn tận bản. Đấu nói để đấu lại với lại hệ thống đài truyền hình trên khắp các địa phương. Nói để đấu lại 800 tờ báo theo định hướng của Đảng. Nhá, rất mong mọi người chia sẻ để đến được tai em Quang Vinh. Lời của một người chị, một người phụ huynh, em bằng tuổi con tôi là một phụ huynh, để nói rằng là con hãy vững bước đi lên trên con đường mà con đã chọn. Con có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau, nhưng con đường nào cũng không có nghĩa phải là con phải ơn ai ngoài bố mẹ, gia đình và tổ tiên. Những người thân và quê hương làng mạc của con yêu thương, nó là ở trong trái tim, nó là tình cảm. Còn lý trí sẽ giúp cho con vượt qua giai đoạn này một cách nghiêm, một cách ngoạn mục, và con có thể thành công xa hơn nữa trên con đường con đã chọn. Và mong muốn gia đình, bố mẹ, dòng tộc, nhà em Quang Vinh sẽ là cái chỗ dựa vững chắc để cho em có thể vượt qua giai đoạn này. Cũng giống như tôi thôi, bố mẹ tôi trả lời thẳng thắn với lại công an tỉnh Thái Bình rất nhiều lần xuống gia đình nhà tôi. Bố mẹ tôi nói, với việc của con tôi với xã hội, đấy là việc của xã hội. Việc của con tôi là con tôi và tôi sẽ bảo vệ con tôi đến cùng bằng bất cứ một giá nào. Và bố mẹ tôi là chỗ dựa tình cảm, chỗ dựa tinh thần để cho tôi có thể vững vàng ngày hôm nay. Khi tôi phải đi tránh cái sự truy lùng của công an, thì các bạn biết bố tôi nói thế nào không? Tôi nói, bố ơi, bây giờ bố 80 tuổi rồi, con không biết con sẽ đến lúc nào, con có thể ngay ngày mai, bố có thể là cái sức khỏe của tuổi già các bạn biết rồi, mẹ già như chuối chín cây, bố tôi cũng thế, mẹ tôi cũng thế, có thể là gặp bất cứ một cái gọi là về vấn đề gì, về sức khỏe. Có thể ngay hôm nay, có thể ngay ngày mai, hoặc có thể bố mẹ tôi sẽ sống rất thọ hàng trăm tuổi để đợi tôi thành công. Nhưng điều đấy tôi không thể nói trước được. Nhưng bố tôi nói một câu như này mà tôi phải khóc đây các bạn này. Bố tôi nói, con bình yên, con thành công trên con đường con đã chọn đã là niềm tự hào của bố mẹ rồi. Cho nên là bố mẹ chỉ cần nhìn thấy con thành công, nhìn thấy con an toàn và nhìn thấy con thành công trên con đường của con chọn, bố mẹ chấp nhận tất cả để cho con có thể là an toàn. Điều đấy các bạn phải hiểu rằng là nó sẽ động lực rất nhiều. Chứ còn bố mẹ tôi 80 tuổi rồi, không thể biết tôi làm gì được. Bố tôi cũng không xem Facebook. Bố tôi không xem Facebook để biết tôi có các cái hoạt động live stream như thế này, hay là tư vấn góp ý cho tôi phải nói này. Bố tôi không làm điều đấy. Bố tôi là đảng viên Đảng Cộng sản. Nhưng bố tôi nói rằng là con gái của bố mẹ, và bố mẹ chỉ cần nhìn thấy con bình yên, nhìn thấy con thành công trên cái con đường con chọn. Có thể con đường con chọn nó không trùng với lại con đường mà bố chọn, mẹ chọn, nhưng thành công trên con đường con chọn là bố mẹ tự hào, được quyền tự hào về con. Điều đấy thật là tuyệt vời. Và tôi nhắc lại rằng là bố mẹ tôi chính là một cái chỗ dựa tinh thần mà tôi nhắc đi nhắc lại trong nhiều live stream, là chỗ dựa tinh thần cực kỳ lớn cho tôi đến ngày hôm nay. Để tôi cảm thấy rằng là có những lúc khi mà bố tôi phải nhập viện trong những ngày gần đây, tôi đã ngồi khóc cả một ngày và tôi nhắn tin cho một số những người bạn thân của tôi để mà tôi có thể là lau nước mắt. Nhưng khi bố tôi tỉnh dậy, bố tôi cầm cái điện thoại đầu tiên gọi điện cho con gái, con yên tâm rằng là bố sẽ khỏe để đợi con thành công. Các bạn thấy rằng là chỉ có bố mẹ lúc này với là người thân của mình, với là cái người mà có thể vững vàng đưa mình, đưa bờ vai để cho mình dựa. Thì tôi mong muốn bố mẹ em Quang Vinh hãy mạnh mẽ lên để bảo vệ con mình. Đừng cần, không cần phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa nào hết. Con của bố mẹ phải là con của bố mẹ, và bố mẹ phải là người lựa quyết định cái lựa, phải tôn trọng cái lựa chọn của con và vững vàng bên con nhá. Đây là một cái lời tâm huyết của tôi gửi đến. Ngày xưa con tôi học lớp 9 các bạn ạ. Cháu đang học lớp 9, cháu gái, con gái lớn đầu tiên của tôi học lớp 9, cháu rất là xinh gái. Các cô còn nói một câu rằng là hoa khôi của trường, của xã, của trường luôn. Thế nên là rất là nhiều bạn trai gọi là cô giáo bảo lo lắm Huệ ạ. Các bạn trai ở các khối cùng khối cứ đến đu ở cửa sổ để chơi với lại con, để kiểu trêu con gái em, nên em phải hết sức chú ý. Mà các bạn biết không, có một cái con bé nó ở trong cùng trường tiểu học Bách Thuận ấy, trường trung học Bách Thuận, nó hư,
nó môi giới, nó lấy ảnh của con tôi, nó môi giới con tôi cho một số thành phần gọi chơi bời ở trong trong huyện để như kiểu kiếm tiền ấy, dạng như kiểu là buôn bán kiếm tiền tuổi tuổi trẻ đấy, mất dạy đấy. Thế mà tôi quan sát con tôi 3 ngày, thấy cháu không dám đi học một mình, mọi khi là cháu đạp xe đi, nhưng hôm đấy cứ bắt anh là phải chở em đi. 3 ngày liền tôi thấy thằng anh chở em đi, tôi phải gọi điện gọi thằng em vào, thằng anh vào, tại sao cháu lại phải 3 ngày nay cháu phải chở em Khiết Như đến trường. Nói thật ra rằng là Khiết Như bị như thế, tôi phải tìm hiểu ngọn ngành để tôi bảo vệ con tôi vượt qua khỏi cái giai đoạn khủng hoảng đấy, đi bên cháu để vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng đấy và giảm cho cháu cái nỗi sợ hãi nhá. Tôi đến tận nhà, tận trường để tôi tìm hiểu ngóc ngách và tôi bảo vệ con gái tôi đến cùng luôn. Và tôi tuyên bố thẳng luôn với lại con bé đấy và gia đình nhà con bé đấy, nếu không quản lý để mà xử lý thông tin này thì tôi sẽ là người đứng ra xử lý và tôi yêu cầu công an vào làm việc. Và cái tiếng nói của tôi ở trong huyện Vũ Thư thì khi mà chúng nó biết đến là con tôi, chúng nó kinh vãi đái ra. Vì tôi mạnh mẽ tôi bảo vệ con tôi, vậy thì tôi kêu gọi bố mẹ em Quang Vinh hãy mạnh mẽ bảo vệ con mình vượt qua giai đoạn này, không cần phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa nào hết, không cần phải làm hài lòng ai hết, vì các ông bà không phải là người vi phạm pháp luật. Dư luận xã hội rồi nó sẽ lắng xuống, nhưng cái con người nó bây giờ cháu với 16 tuổi, đường còn rất dài ở phía trước, dư luận nó không thể đi theo cả cuộc đời của con được, nhưng thành quả của con người nó sẽ bắt nguồn từ ngày hôm nay, hoặc là nó sẽ tiến lên, hoặc nó sẽ bị dập vùi xuống. Cho nên bố mẹ phải là bờ vai vững chắc nhất cho con. Tôi kêu gọi bố mẹ em Quang Vinh, gia đình dòng tộc nhà em Quang Vinh hãy đứng lên bảo vệ con mình với ý kiến cá nhân của con, tôn trọng quyền riêng tư và lựa chọn của con. Và bài học của tôi đây cho thấy, để có được ngày hôm nay, tôi tôn trọng bố mẹ tôi yêu thương gia đình nhà tôi, và tôi biết ơn bố mẹ tôi, biết ơn dòng tộc họ Đặng nhà tôi. Mọi người không ai quan tâm đến chính trị, nhưng luôn luôn tôn trọng ý kiến cá nhân của tôi và dành cho tôi tình yêu thương tuyệt vời. Các chú nhà tôi, các chú họ nhà tôi, ở dòng họ nhà tôi, lúc nào cũng chỉ thấy tôi live stream là nhắn là cho tôi rồi. Chú chỉ nhìn hay là cô chỉ nhìn thấy con lên live stream, con mạnh khỏe, con xinh xắn, con tươi tỉnh là mọi người yên tâm rồi. Đấy, cái tình yêu thương của gia đình, của dòng tộc, của mọi người thân nó rất là quan trọng các bạn ạ. Nó sẽ giúp cho con có ý, có cất cánh bay xa hay là dừng lại đây là một điều rất là quan trọng. Cho nên tôi mong muốn gia đình sẽ là chỗ dựa đầu tiên để cho con vững vàng bước qua giai đoạn này nhá. Đây là lời tâm huyết của tôi gửi đến gia đình nhà em Quang Vinh. Nếu ai có kết bạn với gia đình nhà em Quang Vinh hoặc những người thân trong gia đình nhà em Quang Vinh để chia sẻ cái livestream này cho tôi thì tôi rất là cảm ơn mọi người để cùng chia sẻ những cái điều tốt đẹp xây dựng một xã hội Việt Nam độc lập, tự do và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.